Sơn Tùng MTP bật khóc trước tình cảm của người hâm mộ. Trong sự kiện mừng sinh nhật của Sơn Tùng, người hâm mộ trong nước và quốc tế đã gửi video thể hiện tình cảm với ca sĩ Lạc Choi, khiến anh xúc động bật khóc trên sân khấu. Nhân dịp sinh nhật tuổi 24, Sơn Tùng MTP đã tổ chức một buổi gặp mặt fan tại cung thể thao quần ngựa Hà Nội, với sự tham gia của 5.000 người hâm mộ. Sự kiện chính thức bắt đầu vào lúc 19:30, nhưng từ trước đó nhiều giờ, các fan đã xếp hàng để chờ được vào bên trong. Lúc 19:30, Sơn Tùng chính thức xuất hiện trong tiếng reo hò của hàng nghìn người hâm mộ. Anh thể hiện hai ca khúc được yêu thích thời gian qua là ca khúc Lạc Choi và Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau. Một trong những điểm nhấn của chương trình là khi Sơn Tùng cùng các fan chơi trò chơi, nam ca sĩ nhiệt tình cùng fan chuyển bóng. Tuy nhiên, đội của anh không giành chiến thắng. Cuối cùng, đội chuyển được nhiều bóng nhất không chỉ nhận quà mà còn có cơ hội được chụp hình cùng thần tượng của mình. Với Sơn Tùng, đây là dịp ý nghĩa để anh cùng người hâm mộ ôn lại chặng đường đã qua. Những hình ảnh giải thưởng đánh dấu những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Sơn Tùng xuất hiện trên màn ảnh lớn trong chương trình khiến nam ca sĩ và người hâm mộ của anh không khỏi xúc động. Anh tâm sự rằng, để có được vị trí hiện nay, anh đã phải cố gắng quyết tâm rất nhiều, đặc biệt là trong thời gian bố mẹ anh phản đối, quyết định theo đuổi âm nhạc của con trai. Trong sự kiện, cha mẹ của nam ca sĩ cũng có mặt từ sớm để ủng hộ con trai. Cả hai được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng nhiều fan vẫn tiếp cận để xin chụp hình cùng gia đình của nam ca sĩ. Sự kiện lần này của Sơn Tùng MTP có khoảng 5.000 fan tham gia. Thời tiết xấu có mưa lớn, nhưng fan vẫn có mặt từ sớm để ủng hộ thần tượng. Trong sự kiện, Sơn Tùng động viên các fan hãy luôn nỗ lực thực hiện ước mơ của mình. Đặc biệt, anh còn thực hiện bốc thăm những tâm sự của fan và khi nhận được mong muốn chúc mừng sinh nhật từ một khán giả có mặt trong sự kiện, Sơn Tùng đã hài hước tâm sự rằng mình mới 18 tuổi và chúc fan may mắn luôn xinh đẹp học giỏi và tự tin theo đuổi đam mê của mình. MC Tùng Leo đảm nhận vai trò MC của chương trình. Anh đã chia sẻ một kỷ niệm đặc biệt anh không thể quên với đàn em thân thiết. Theo Tùng Leo, trong một sự kiện anh tham gia cùng Sơn Tùng, khi cả hai cùng đứng trên cao, giọng ca sinh năm 1994 bất ngờ quay sang đàn anh hỏi: với gương mặt mệt mỏi chán nản, nhảy từ trên này xuống thì có chết không nhỉ? Câu hỏi của Sơn Tùng khiến nam MC lo lắng và quay sang hỏi đàn em đang nghĩ gì vậy? Tùng Leo kể rằng, thời điểm đó, Sơn Tùng đã trải qua rất nhiều tranh cãi và những thông tin sai sự thật từ dư luận, cũng như đồng nghiệp. Do đó, anh đã phải trải qua rất nhiều áp lực mệt mỏi. Khi chúng ta không quyết tâm đi thì không thể biết tương lai sẽ đạt được điều gì, thành công hay thất bại, kể cả dù có thất bại thì đó cũng là bài học đáng quý để chúng ta đứng lên và chinh phục lại từ đầu, giọng ca sinh năm 1994 nhấn mạnh. Một fan nữ có tên Hạ Chi, sau khi chiến thắng một phần thi đã may mắn được ăn tối cùng Sơn Tùng MTP ngay trên sân khấu, anh hát tặng khán giả ca khúc Nơi Này Có Anh. Fan nữ khiến nhiều khán giả phía dưới ghen tị, reo hò không ngớt khi được thần tượng vuốt tóc, cầm tay và thậm chí là ôm. Hà Chi cho biết cô vô cùng hạnh phúc khi trở thành fan may mắn được đứng cạnh Sơn Tùng MTP ở cự ly gần. Trong phần cuối của chương trình, người hâm mộ từ khắp các tỉnh thành đã gửi lời chúc mừng đến nam ca sĩ. Đặc biệt, fan quốc tế như Brazil, Trung Quốc cũng bày tỏ tình cảm khiến Sơn Tùng MTP vô cùng xúc động. Anh khóc nức nở khi đón nhận sự ủng hộ của fan. Không những thế, Sơn Tùng còn được những món quà tinh thần rất lớn của fan đã bí mật làm suốt 3 ngày 3 đêm. Đó là biểu tượng MTP, những hình ảnh của Tùng từ nhỏ đến bây giờ, đặc biệt là những hình ảnh của Tùng với Sky. Bố mẹ Sơn Tùng lên sân khấu chia vui với con trai. Với Sơn Tùng, được tổ chức sinh nhật trong vòng tay của bố mẹ và hàng nghìn người yêu quý là điều anh không thể quên. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!